Hello, chào mừng tất cả anh em đã đến với channel của mình nha. Hôm nay mình muốn giới thiệu với anh em một con game về Dragon Ball mới, phiên bản Global Beta nha. Đây là một con game siêu dài online. Anh em thấy giao diện của nó khá giống với con game cũ trên bình tối thượng, nhưng mà lối chơi hoàn toàn khác nha. Đây anh em có thể vào cái phần mô tả video, có cái link mình để chơi trên web này anh em ạ. Anh ấn vào đấy, đăng ký và chơi trên web thôi. Phiên bản Open thì nó sẽ có cái phần cài đặt cho Android và iOS sau. Chúng ta cùng nhau thử trải nghiệm nha. Trông cũng khá là ok. Cái con này là cái con nhân vật mà lúc anh em tạo, nó sẽ được chọn cho giữa Kadix và Sugoku đấy anh em. Mình là chọn Vegeta đây, Super Saiyan Blue, một cái danh hiệu. Kiểu chơi con này, nếu anh em từng chơi qua những con game về Hỏa Chí Anh Hùng thì anh em biết cách chơi rồi. Nó sẽ có nhân vật chính và những nhân vật phụ. Ở đây sẽ có 4 nhân vật phụ cho anh em đồng hành cùng. Có nhấn vào lead này sẽ xếp team này. Ở đây có các con tướng tư chất SS khác, rất nhiều con tướng tư chất SS. Có thể kể đến là Vegito, Kidbu, Son Goku cấp 3, Son Gohan thần bí, Goten cấp 3, rất nhiều. Anh em có thể vào thi đấu, đấu trường. Mỗi ngày có 10 lượt đấu trường luôn. Đây, còn đây là cái nhân vật chính của chúng ta. Ta sẽ vào cái phần trưởng thành nhân vật chính, trang bị đồ nhân vật chính, kỹ năng danh hiệu thần binh, vũ khí Kaioken, bộ ngoại trang chiến binh, vật nuôi các kiểu. Sức hạng bản thân 3124, vẫn không ăn được ông này. Chiến lược của mình mới có 50.000 mà ông này lực chiến 2 này là 211.000 anh ạ. Không ăn được. Càng vậy. Càng quật mãi. Cái phụ bản thôi. Ngoài ra ở đây có rất nhiều những cái tính năng ngon anh em thể chơi phó bản này. Những cái này anh em có thể chơi auto được nha. Siêu chiến này, quét những cái phù ở bên dưới có thể auto được. Tháp Karin này, bản trang bị auto được. Thí luyện thuần điện cũng tự auto được luôn, anh em cứ chỉ việc để đây mà nó tự động vào khiêu chiến thôi. 3, 2, 1, chô. What? Lát rồi nhé. Lát rồi này. Lát. Cái cũng bị lát luôn. Thì những cái thí luyện thuần điện chưa mở hay sao ấy. Mà không phải, có khi game bị lát rồi. Chơi vào được rồi, để lát tí thôi. Tự động đánh luôn, cứ để thế này nó tự động đánh thôi, không nó treo máy đi ngủ. Đấy, thế là thôi, mình treo máy đi ngủ đây. Anh em thử trải nghiệm nha. Bye bye anh em.